Và một lần nữa COVID-19 cũng nhắc nhớ cho chúng ta thấy là thế giới là một nơi không bình yên với rất là nhiều những biến động cũng như là sự bất bình đẳng diễn ra trên toàn thế giới, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và ngoài ra nó cũng đã gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy khác nhau, và một trong số đó là số ca tự tử cũng tăng cao. Vào ngày 17 tháng 6 thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng công bố một cái báo cáo cho thấy cứ 100 ca tử vong ở trên toàn cầu thì có 1 ca là do tự tử, và đồng thời cảnh báo dịch bệnh COVID-19 phức tạp cũng làm gia tăng các yếu tố dẫn đến các hành vi tự tử. WHO cũng đã công bố một loạt hướng dẫn dưới tên gọi là Live Life nhằm tăng cường các biện pháp để giúp ngăn ngừa nạn tự tử. Năm 2019, thế giới có hơn 700 người chết vì tự tử, chiếm 1% trường hợp tử vong trên toàn cầu, nhiều hơn cả HIV, nhiều hơn cả sốt rét, chiến tranh hoặc tội phạm giết người. Cũng theo WHO, cũng trong năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, tỷ lệ tự vẫn hầu như giảm ở khắp mọi nơi, chỉ trừ khu vực châu Mỹ, nơi ghi nhận mức tăng 17%. Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, tình hình nhanh chóng thay đổi khi đại dịch COVID-19 lây lan gây ra xáo động trong xã hội và làm gia tăng các yếu tố tác động dẫn đến tự tử trên toàn cầu. Ông Tedros cho rằng thế giới cần quan tâm hơn tới các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tự tử. Sau nhiều tháng sống chung với đại dịch COVID-19, với ngày càng nhiều yếu tố tác động có thể dẫn đến tự tử như là mất việc làm, áp lực tài chính và tình trạng cô lập. Bên cạnh loạt hướng dẫn với tên gọi Live Life, WHO còn nhấn mạnh vai trò của truyền thông và kêu gọi tránh đưa tin quá chi tiết về những vụ việc này, đặc biệt là những vụ liên quan đến người nổi tiếng và có thể tác động tới hành vi của người hâm mộ.